Sao mà làm khó được Tete đây? Dưới 100 cành mà tôi trậu được hai em này đây. Đầu tiên là đôi sandal trắng đang xe le còn 65 cành. Chất dày là cao su mang rất êm nha. Tết độ dẻo luôn. Nhưng mà cái quai đeo là làm giả. Tiếp theo là áo thun phong rộng tay lỡ giá chưa đến 100 cành. Nhưng chất vải thì cũng dày dặn lắm. Không có chỉ thừa, đường may đẹp cộng với hình in đẹp sắc nét nha. Trời ơi, có ai nghĩ nguyên set của tôi đều chưa đến 100 cành không ta? Bật mí cho mấy bà, cái quần tôi mua có 50 mấy cành hà. Tôi có giới thiệu ở clip trước á. Màu hồng này mang da không có bị tối màu nha. Đặc biệt là phong áo rộng rãi thoải mái nữa. Đôi sandal này dành cho ai lười mang giày nè. Đã thế mang êm chân thiệt sự không bị cứng. Và chiếc túi thần thánh của tôi outfit nào cũng có thể mang được. Còn có màu be nữa. Mang đơn giản như thế thôi nhưng mình đã được một outfit đi chơi đi học đều được luôn rồi. Mấy bà thấy bộ đồ chưa đến 100 cành của tôi thế nào? Độ tuổi nào cũng phù hợp mang như thế. Tôi để link ở đây cho ai cần nha. Bye bye.